triển khai chương trình trồng cây hồng nhá. Đấy, quay kỹ thuật trồng một tí. Cây được 10 phân. Hôm nay 20 tháng 9 nhỉ. Ba mẹ con đang trồng. Quay cho anh em xem tiến độ cây phát triển như nào. Giờ mới 10 phân thôi. Quay dần cho anh em xem. Rất nhanh. Cây giống thì bé tí thôi, 10 phân. Này 20 tháng 9 2021 nhá, xem anh em xem phát sẽ quay từng giai đoạn phát triển của cây.